Khi mẹ mẹ, à thế à, à thế làm sao mà, dần đi đến cái chết. Một thanh niên nghe theo tiếng gọi của số phận và trở thành mẹ mẹ hot nhất trên internet trong vòng 2 tuần tới. Đầu cắt moi. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Bạn thấy comment này ở mọi nơi, bạn đi đâu cũng thấy moi nhưng không hiểu vì sao. Thế thì, ôi bạn ơi, ngồi xuống để tôi nói cho mà nghe. Các ông biết ông này đúng không? Múa quạt, xăm trổ, tóc đẹp, anh ta đã trở lại. Hoặc ít nhất là quả tóc đã trở lại. Và lần này người ta không gọi là lông lồn, tóc bảnh như lông lồn, mà gọi là cái thằng đầu cắt moi này. Gặp truyền nhân của khá bảnh, nhân vật chính trong MV Anh Thanh Niên của Huy R. Đáng cái tới bình thường cũng phải gần nghìn like. Bố mày đang có địt mẹ một tiếng đồng hồ thôi, lên là 1k like. Mặc dù là đại sứ thương hiệu của Louis vui tươi, hôm nay anh thanh niên này lại không vui tí nào. Hôm nay bực mình quá anh ạ. Các ông nhìn khuôn mặt này xem có bực không ạ? Anh là người cực kỳ tôn trọng anh em xem livestream, thể hiện ở việc chào tất cả mọi người, kể cả quả cà chua. Hello cà chua nhá. Chưa bao giờ nói bậy câu nào. Chưa bao giờ Hiếu nói bậy một câu nào cả. Địt mẹ mày nói ít thôi. Đến với anh, kể cả cà lì cũng không bị khát. Đến với tôi ấy, lúc nào có nước đầy đủ. Ngoài tự tin khỏe mái đầu cắt moi cá tính, bố mày đầu moi đây này. Anh xuất hiện trên internet với hai mục đích. Chắc chắn mọi người nhớ địa chỉ mình ở khu 2 Hoàng Thượng Thanh Bà Phú Thọ. Địa chỉ của bố mày là khu 2 Hoàng Thượng Thanh Bà Phú Thọ. Bố mày ở khu 2 Hoàng Thượng Thanh Bà Phú Thọ. Khu 2 Hoàng Thượng Thanh Bà Phú Thọ. Và là nguồn cảm hứng cho hàng trăm sản phẩm chất lượng làm thay đổi cuộc sống của hàng vạn người Việt như phim moi, báo moi, Hà Nội moi, moi nặng, moi hỏi. Đối đầu với anh chàng cắt moi trên không gian mạng không phải là công lý, mà là anh áo trắng, người có một chút vấn đề về thính giác. Sao? Ôi trời ơi, loa gì chẳng nghe gì cả, sao? Đeo trên người khá nhiều vàng bạc. Vàng bạc bao nhiêu nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Chỉ muốn kết bạn với anh cắt moi nhưng lại bị ăn chửi thậm tệ. Kết bạn với tao, kết bạn với tao. Này, mẹ mày nói ít thôi. Kẻ tám lạng, người 800 gram, chứng kiến hai võ sư phái mồm liên tiếp bám đuổi nhau trong cuộc đua tìm giang hồ mạng nói đạo lý hay nhất. Và để đỡ mất thời gian của bạn, hai anh bỏ luôn phần đạo lý và tới luôn phần giang hồ, luôn mồm đòi quan hệ với mẹ nhau. Cái mẹ em luôn đấy. Mẹ em này. Cái mẹ em luôn đấy. Đòi quan hệ với mặt của nhau. Bố đi có mặt mày đấy. Anh này còn muốn quan hệ với cả họ anh áo trắng luôn ạ. Bố đi cả họ là mày luôn. Với sự tham gia của mấy anh shipper khi bạn đặt đồ ăn. Cho bố cái địa chỉ, bố mày hứa tìm tận nhà mày luôn. Tôi sẽ chỉ để cái này ở đây và không nói gì. Những moi mím như ông Huy ơi, mời tôi. Lô cái đi mẹ mày. Mẹ mà cái thằng đầu cắt moi này. Cái mẹ mày chán xấu à? Mày muốn chết đúng không? Đi mẹ bố mày gọi, người ship chết cụ bây giờ. Mày chán xấu rồi, đâu nhà mày đâu, cho tao cái địa chỉ. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Big city, big city, moi. Big city, big city, moi. Big city, big city space. Vãi lò luôn, đi mẹ mày cái thằng đầu cắt moi. Cho bố cái địa chỉ. Đi mẹ mày nói ít thôi. Mày tính nổi tiếng à? Mày tính nổi tiếng không? Vàng bạc bao nhiêu nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Mày nhìn thấy bố mày rẻ rách à? Mày nhìn thấy bố mày không đeo vàng à? Tắt mày cho bố địa chỉ thôi. Bố mày đầu moi đây này. Ôi, phải luôn luôn idol tôi cắt moi này.